xe đạp thể thao VIP com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn mẫu xe đạp mini của hãng xe đạp Line. Đây là mẫu xe đạp mới nhất và được nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc về bạn nha. Xe cực đẹp cực chất luôn. Nhập nguyên thùng nguyên chiếc về Việt Nam. Đó, và hôm nay shop dựng lên để giới thiệu tới bạn. Vậy hôm nay shop xe đạp thể thao VIP com đang là shop bán xe đạp thể thao số 1 tại Việt Nam, bán xe đạp online, bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua địa hình hybrid, xe touring, xe nam, xe nữ, không thiếu một chủng loại nào. Và trong video này thì shop lại tiếp tục giới thiệu tới bạn mẫu xe đạp mini dành cho các mẹ, các chị, các em. Xe này thì tuyệt đẹp luôn, với 4 màu sắc bạn nha, 4 màu sắc rất là đẹp. Màu đầu tiên đó là màu đỏ đun này, màu thứ hai là màu xanh 87, màu thứ ba là màu xanh 82, và cuối cùng là màu ghi bạc. Xe này được thiết kế rất là tốt và đẹp. Và ngay bây giờ shop sẽ lấy một chiếc để review soi cận cảnh chi tiết, mời bạn cùng xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây là chiếc xe đạp mini Line 26, cỡ bánh 26 inch đó nha, mini Line, model Line M1. Xe này thì được thiết kế khung bằng thép cường lực, và đặc biệt xe này là được thiết kế toàn bộ dùng bằng rắc co. Mà bạn nào mà đã biết đến xe đạp thì những chiếc xe mini nhập khẩu kiểu rắc co này thì cực đỉnh luôn bạn nhé. Rắc co từ khung này đến càng này, đây toàn bộ sử dụng bằng rắc co hết. Và xe này thì được đánh giá rất là tốt luôn. Hộp xích thì là hộp xích liền bạn nhé, hộp xích liền, khung bằng thép, hộp xích bằng thép, áo chắn bùn bằng thép, và được sơn, sử dụng sơn công nghệ ô tô cực kỳ chất luôn, cực kỳ bóng bạn nhé. Đó, cỡ bánh là 26 inch, nan hoa bằng thép, vành inox cao cấp, lốp là 26 x 1.1398 bạn nhé. Đây là cái thông số lốp tiêu chuẩn sử dụng cho cỡ bánh 26. Lốp sử dụng lốp CST, lốp hai màu. Đây là dòng lốp đắt tiền nhé. Ba ga bằng thép mạ inox, yên của hãng xe đạp Line, yên rất êm luôn bạn nhé, yên này cực êm này. Tay lái bằng inox có chuông luôn, giỏ thép mà sơn nhựa, có sẵn khóa bằng lưới luôn bạn nhé. Cái xe này thì có sẵn khóa bằng lưới luôn. Đây là chiếc màu đỏ đun tuyệt đẹp luôn. Và còn ba màu khác như shop đã giới thiệu, đó là xanh 87, xanh 82 và màu ghi bạc. Đây là dòng xe mini truyền thống và được sản xuất mới 100% bạn nhé, Còn bạn thích chiếc cao cấp hơn, những chiếc xe đạp City Bike đây. Đây là cũng là một dòng xe đạp kiểu mini với tên Line Beauty bạn nhé, City Bike đây bạn thấy này. Đó, xe này thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano 3 đĩa và bảng nhịp 21 tốc độ bạn nhé. Xe này là xe nhôm cực VIP luôn. Bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả. Shop cũng sẽ làm review soi cận cảnh chi tiết và bạn dễ dàng xem được. Và bạn đang cần tìm mua chiếc xe đạp này thì hãy đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Shop bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe. Bạn để lại comment bên dưới video này hoặc liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật, đặt hàng và nhận xe nhanh nhất cả nhá. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video sản phẩm tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.